Trong thời gian vừa qua thì em cũng nhận được rất nhiều cái câu hỏi của các bác khách hàng là cái đôi loa Fioler set 99 này chỉ nghe nhạc được thôi, không có khả năng mà chơi đa dạng như hát karaoke. Thì ngày hôm nay thì em sẽ cho các anh em thấy cái khả năng chơi đa dạng vừa hát karaoke mà có chơi đa dạng nhiều thể loại nhạc. Và em sẽ đi chi tiết về đôi loa CS99 này cho các bác anh em chúng ta sẽ cùng tham khảo. Nhìn tổng thể thì đôi loa CS99 này có một cái thiết kế rất là hoài cổ. Kích thước thùng thì rất là chắc chắn, thùng thì làm bằng gỗ nguyên khối rất là chắc chắn và có một cái lớp vân gỗ màu vàng nhìn rất là nổi bật. Các bác anh em nào mà cái không gian nội thất chúng ta bằng đồ gỗ ấy, thì chúng ta cái trưng bày cái đôi này rất là đẹp. Bên ngoài thì như các anh nhìn đây là có một cái e căng mắt võng ở đây, e căng hình trái chán đấy. Bên trong thì nhìn kỹ thì nó có một cái tấm lụa chúng ta chắn bụi ở trong này, giúp bảo vệ cái màng loa chúng ta không bị bụi bẩn ở bên trong. Khi mà tháo cái lớp e căng này ra thì chúng ta sẽ nhìn cái e căng này rất là chắc chắn. Đây, bên trong này có một cái lớp lưới để chắn bụi bẩn ở bên trong cái màng loa chúng ta. Và chúng ta rất dễ dàng khi mà tháo cái e căng này ra để vệ sinh cái màng loa này bên trong. Và khi mà chúng ta tháo cái màng e căng ra thì nhìn tổng thể nó rất là nhiều đường tiếng, lên tới một bát 40 rất là to và gân vải tầm dầu. Đấy, gân vải tầm dầu thì các bác anh em biết là gân vải tầm dầu thì nó sẽ rất là bền theo thời gian, và cái bát 40 nó cho ra cái chất âm rất là uy lực, đánh trong không gian phòng từ 4 đến 50 m² mà không cần dùng trầm, đánh rất là uy lực. Và bên trên này thì chúng ta có thể thấy là có hai chung, hai tép giấy và một siêu chất kèn, và đôi loa này lên tới rất là nhiều đường tiếng nên cho ra cái âm sắc rất là trung thực và chi tiết. Và đôi loa này có một cái kích thước cũng khá là cân đối. Ngay sau đây thì em sẽ đo cái kích thước này cho các anh em chúng ta sẽ cùng tham khảo nhé. Đôi loa này kích thước chiều rộng là 45 phân và chiều sâu của nó là 30 và chiều cao là 66 phân. Một cái kích thước khá là cân đối khi mà các anh em trưng bày ở trên cái tủ kệ nhà chúng ta rất là vừa vặn. Đôi loa này có cái công suất hoạt động trung bình là 350W và maximum lên tới 700W. Chúng ta có thể chơi trong không gian phòng từ 4 đến 50 m². Và ngay sau đây để chứng minh cho các anh em thấy cái khả năng chơi đa dạng của cái đôi loa Fioler CS99 này thì mời các anh em chúng ta sẽ cùng đeo tai nghe để thưởng thức cái chất âm của đôi loa CS99 này qua một cái bài hát karaoke. Em sẽ hát cùng với chiếc mic SE68 Plus này, mang thương hiệu chính hãng WeWood của Mỹ, là một trong những cái dòng mic mà được các anh em ưa chuộng trong thời gian vừa qua. Dòng mic hát rất nhẹ bắt mic. Nếu mà như các anh em nào mà có nhu cầu về những đôi mic hát nhẹ thì các anh em vui lòng liên hệ với hai số online thì trên màn hình chúng em. Và ngay sau đây thì không để các anh em chờ lâu nữa, em sẽ test cái khả năng chơi đa dạng của đôi loa Fioler CS99 này nhá, cùng với chiếc mic SE68 Plus này. Xin mời các bác. Hai năm sáu bảy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một phần nữa em sẽ test cái chất âm của dưới cái bài nhạc remix, cái bài nhạc có tính dồn dập, để xem cái đôi loa Peeler Z99 này nó sẽ cho ra chất âm như thế nào. Xin mời các bạn anh em chúng ta sẽ cùng cảm nhận nhé. Vừa rồi thì các bác anh em chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm cái chất âm của đôi loa CS99 này. Nó có khả năng chơi đa dạng, vừa là hát karaoke, nghe nhạc cực kỳ hay, bát đánh cực kỳ uy lực. Và mọi nhu cầu về những bộ dàn karaoke của các bác yêu cầu thì các bác anh em vui lòng liên hệ với hai số hotline lại thị trên màn hình của chúng em. Địa chỉ của chúng em tại 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, và chúng em sẽ ship hàng toàn quốc. Bác nào mà chưa nhấn like, đăng ký kênh thì nhớ tặng em một like, đăng ký kênh, bấm chuông để cập nhật thường xuyên những video clip mà Hoàng Lao Âm Tay Số chúng em cung cấp. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.